Xin cảm ơn nghệ sĩ Minh Nhí, xin mời anh Á lại sân khấu một chút xíu. Xin cảm ơn vũ đoàn. Anh phải đưa vũ cho nó cân bằng. Bây giờ ngày hôm nay thì thật sự là chuyến xe nghĩa tình về miền Tây ăn Tết rất là vui khi được đón anh ạ. Như vậy là không có cân bằng đâu, vậy mới vui nè. Vậy là cầu thang đó. Cầu thang đó. Thôi bà đừng qua đây nha, bà Trịnh Kim Chi. Anh ơi, nhưng mà bà đi. Bà hãy đến gần tôi. Tôi sợ lắm dữ á. Thôi. Thôi thôi thôi. Cao gì mà con gái, cao gì mà cao quá gì bà nội. Anh hoa hậu mà anh, hoa hậu nên đâu có sợ. Bây giờ chứ Em mới trước thì ngày hôm nay là Kim Chi rất là xúc động khi mà với một cái lượng khán giả đến với bởi vì dù sao thì chúng ta cũng gần Tết rồi mà với một cái lượng khán giả đến như thế này ủng hộ cho chương trình thì đó là một cái điều hạnh phúc đối với Kim Chi. Và một cái điều nữa là hạnh phúc hơn nữa đó là các anh chị em nghệ sĩ, những người anh, người chị, người em lúc nào cũng ủng hộ Kim Chi hết. Và trong đó có anh Minh Nhí là người anh rất là thân thiết đối với Kim Chi. Khi mà Kim Chi gọi một cái mà gọi không nghe máy. Không thèm nghe máy. Nhưng mà nhắn tin cái trả lời ngay lập tức. Bởi vì suốt ngày trên Facebook. Không phải. Trời ơi, bà hay đại hội giành mặt. Không phải, tại vì hôm em gọi anh đó là anh đang quay. Dạ. Đang ngồi làm ban giám khảo chương trình Cười Xuyên Việt đó thưa mọi người. Xong thấy bà gọi quá. Mà không lẽ giờ mình lấy cái điện thoại ra thì không có được. Nhưng mà em nhắn tin điện thoại tranh thủ nhắn lại cho em. Và khi mà biết là Kim Chi và mọi người tổ chức cái đêm này thì Minh Nhí là tham gia liền và hôm nay Minh Nhí rất là cảm ơn tình cảm của các cô chú, các anh chị và các bạn rất là nhiều. Không phải là cảm ơn cho một mình Minh Nhí không, mà cảm ơn vì nãy giờ đứng ở trong đứng ở trong là thấy mọi người ủng hộ cho chương trình rất là nhiều. Và có cô là mẹ của Lý Hùng. Dạ. Con chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ. Trong lòng tụi con lúc nào cũng luôn luôn nhớ đến chú và kính trọng cô. Và con và Lý Hùng cũng rất là thân. Và con xin chúc cô một năm mới sức khỏe dồi dào và gặp nhiều may mắn, luôn luôn hạnh phúc. Chúc tất cả các cô chú, các anh chị cùng với gia đình một năm mới an khang thịnh vượng. Dạ trời ơi, cảm ơn. Thực ra thì mọi người cũng biết là anh Minh Nhí là một người anh rất là đáng kính và luôn luôn giúp đỡ những thế hệ trẻ. Và hiện tại bây giờ thì anh Minh Nhí cũng là một cái người đưa đò cho tất cả những rất là nhiều những thế hệ sinh viên, học sinh tham gia vào lĩnh vực nghệ thuật. Anh đã có một cái trung tâm đào tạo rất là quy mô và rất là chuyên nghiệp. Dạ, nếu như ai mà thích thì đăng ký liền bây giờ cũng được không anh? Dạ, 5 phút quảng cáo. 5 phút quảng cáo bắt đầu. Thực ra thì Minh Ân biết không, đây là một cái người anh rất là đáng kính. Và anh Nhí biết không, ngày hôm nay thì không chỉ riêng là những anh chị em nghệ sĩ, những ca sĩ không đâu, chúng ta còn có những nghệ sĩ gạo cội cũng xuất hiện trên sân khấu này. Ví dụ như là anh Hồng Tơ chẳng hạn, đấy là một người anh cũng rất là đáng kính. Và ngay bây giờ thì chắc có lẽ anh Minh Nhí thấy cùng như em sẽ gặp gỡ anh Hồng Tơ ngay trên sân khấu này anh ha. Trời ơi. Xin mời anh Hồng Tơ ạ. Một tràng pháo tay lớn cho nghệ sĩ Hồng Tơ thưa quý vị. Trời ơi, anh Hồng Tơ trẻ hơn Minh Nhí luôn á mọi người. Dạ, ủa hai anh ai lớn hơn à? Cho anh Hồng Tơ lớn hơn. Dạ. Dạ. Thấy cái râu. Bây giờ nè, trước tiên cho Hồng Tơ xin được thân ái kính chào quý vị khán giả thân thương của Hồng Tơ kính mến. Rồi. Anh đừng có cười nụ cười đó, thấy ầm đâu là biết rồi. Em đứng đây Trịnh Kim Chi đứng đây với anh phải nói kính thưa quý vị, những người ngồi dưới khán phòng này có những cái trái tim gọi là nhân ái. Phải nói thật sự Hồng Tơ khi được ban tổ chức mời dự chương trình này, Hồng Tơ cảm thấy rất hạnh phúc và sung sướng. Sung sướng hạnh phúc ở đây là bởi vì Hồng Tơ cũng góp được một chút ít nào đó để đền ơn đáp nghĩa lại cho những người em, những con cháu của mình ngày hôm nay. Bởi vì thật ra mà nói, ngày hôm nay Minh Nhí, Hồng Tơ, Trịnh Kim Chi cũng như tất cả những anh em nghệ sĩ khác, và khi ngước nhìn lên thì phải nói không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống thì cũng hơn nhiều người chút chút. Mà cái hơn nhiều người đó
là ở cái chỗ là những người khán giả đã từng mua vé ở đây, những người phụ huynh của những cái người mà hôm nay để mình phục vụ này nè, mình phục vụ cho cô giáo này cũng đã từng mua vé để vào xem anh em mình diễn và đã từng ủng hộ mình, cho nên mình được cái ngày hôm nay là cũng nhờ là những cái vị ân nhân khán giả đó. Cho nên hôm nay Hồng Tơ phải nói rất vui và hạnh phúc khi được tham gia chương trình này, và Hồng Tơ cũng không quên chúc cho tất cả quý vị có mặt ở đây luôn luôn thân tâm an lạc và sự kiên tường. Vâng ạ, à, còn bây giờ chắc có lẽ là nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi, nghệ sĩ Minh Dĩ, Minh Hưng sẽ dừng sân khấu cho nghệ sĩ Hồng Tơ. Vâng, quý vị có thể dành cho Hồng Tơ một tràng pháo tay thật lớn và một tràng pháo tay lớn cho nghệ sĩ Minh Dĩ nữa ạ. I love you. Anh ơi, em cảm ơn bó hoa của anh ạ. À. Cảm ơn là tại nãy em đang hát cho nên em không có giao lưu với anh nhiều, đừng giận em nha. Goodbye, see you again. Ở lại bảo trọng. Thấy thương lắm, anh em mấy chục năm là gặp lại là cũng vậy đó, cũng vui vẻ, hồn nhiên, xí soạn vậy đó. Và cái thưa quý vị, hôm nay thì Hồng Tơ đến đây thì phải nói là sở trường của Hồng Tơ quý vị biết rồi. Nhưng mà với cái không khí này thì cho phép Hồng Tơ cũng xin được góp vui một bài nhạc cũng nói về quê hương đồng bằng sông Cửu Long. Nhân cái chuyến xe miền Tây mà ban tổ chức mà người đứng đầu chương trình là Trịnh Kim Chi thì cho phép Hồng Tơ xin được hát một nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Tô Thanh Tùng, bài hát được mang tên Hồng Ngự Mang Tên Em. Và trong thời gian chờ đợi nghệ sĩ tiếp tục Hồng Tơ thì chúng tôi sẽ được mời các hoa hậu á hậu chúng ta trình diễn thời trang, chúng ta vui lòng tập trung phía sau sân khấu để chuẩn bị ạ. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ thấy chiếc đèn này không có phải là phổ biến nhiều ngày nay, bởi vì phiên bản đặc biệt để dành cho ngày xuân. Và thưa quý vị, đèn này quý vị sẽ thấy nó di chuyển và thấy những hình ảnh trong đây nó thay đổi. Bây giờ một số thông tin quý vị cần nghe nha. Đây là đèn kéo quân 3D, chủ đề liên ngưu an khang thịnh vượng, tức là hoa sen và chín con cá chép. Thưa quý vị, theo phong thủy đem lại sự dư giả, thịnh vượng, an khang và may mắn cho người sở hữu. Thưa quý vị, đèn chính tay tác giả đã làm thủ công và đã đầy cảm hứng để tham gia chương trình ngày hôm nay. Em có biết người tác giả của cái đèn này tên gì không ạ? Dạ. Đó là anh Trần Quốc Ẩm. Đây cũng là một kỷ lục gia của Việt Nam về những sáng tác tuyệt vời với tình yêu nghệ thuật. Thưa quý vị, thư pháp lớn nhất Việt Nam anh đã thực hiện được, và những bài thơ tuyệt vời nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhật ký trong tù cũng trở thành những tác phẩm siêu lớn, cực đại và đã làm nhiều lần chiếm Guinness Việt Nam. Một tràng pháo tay thay lời cảm ơn gửi đến tận Nha Trang cho anh Ẩm nha. Rồi, bây giờ, thưa quý vị, phần đấu giá của cái đèn này xin được phép bắt đầu. Giá miền Tây của chúng tôi và sự kết nối giữa Nha Trang và các tỉnh miền Tây chứng tỏ một Việt Nam đầy sự đoàn kết và yêu thương nhau. Chúng tôi đã thành công với chuyến xe của miền Trung và lần này cũng gặp lại
cô Hòa gặp lại các khuôn mặt quen thuộc để đồng hành với chuyến xe miền Tây. Xin một tràng pháo tay cảm ơn tất cả những vị khách quý đã đồng hành cùng chúng ta đêm nay. Vâng, lời nhắc quý điểm của chiếc đèn kéo phương này là trị giá 2 triệu đồng và chúng tôi đang chờ đợi chiếc tay từ quý tất cả quý vị. Chúng ta đã thấy có một nam vương ở đằng sau đây, anh thấy rồi, em cho anh đi qua đi. Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục với chiếc đèn kéo phương. Giá tiếp theo sẽ là, xin mời đứng lên ạ. Một tràng pháo tay đi quý vị. Nam vương chân dương Huy Hoàng. Huy Hoàng là trưởng ban tổ chức, anh Anh Bằng. Mời Huy Hoàng cũng đấu với máy quà cho vui. Huy Hoàng xin đấu chiếc đèn là 12 triệu. Vâng, Nam Vương Huy Hoàng đã được mức giá lên là 12 triệu đồng. Và chúng tôi tiếp tục chờ đợi anh. Dạ, mới có một ở bên này em quý ông Linh Đạo tiếp theo đây. Lắm chào mời. Mẹ của nghệ sĩ Lý Hùng. Dạ. Ba Lý Hùng là em rất là ngưỡng mộ. Ngày xưa cũng có giật vỏ với anh ở bên nhau. Từ khi em là miền Tây thì luôn đẳng tay kinh đô mà. Anh Hùng cũng danh bỏ mực, do đó cũng có giật vỏ và con cũng rất là ngưỡng mộ anh Lý Hùng. Nay con biết được bác, con rất là ngưỡng mộ bác qua báo đài. Con biết được gia đình bác đã tu sửa chùa nghệ sĩ ở bên quận 8. Chùa đó con cũng đã qua, nên con sẽ nghe lời bác. Con sẽ lên 22 triệu đồng ạ. 22 triệu đồng, anh ơi, anh tập võ bên đây hẳn cũng tập thể dục nhịp điệu nè anh. Thường xuyên tập thể dục nhịp điệu, dưỡng thân mình tươi đẹp. Rồi, em suy nghĩ đi, bên đây 22, bên em bao nhiêu? Chị ơi, lên 25 luôn đi chị, 25 cho nó đẹp. 25, chẳng bố, 23. Mình lên từ từ chứ ai mà lên kìa. Bây giờ người ta thể dục nhịp điệu, người ta lên 23. Anh ơi, võ thuật tiến lên đi anh. Trời ơi, không lẽ võ thuật thua thể dục nhịp điệu? Thể dục mà thua thể dục nhịp điệu. 23. Thôi. 23. Ông ơi. Đó. Thế kìa, ủng hộ kìa, Hùng vô kìa. Má của nghệ sĩ Hùng. Hùng vô, trời ơi. Mẹ của đi Hùng đó, em lên 25, con biết nghe được là 25 luôn. 25 luôn. 25 triệu đồng thưa quý vị. Rồi bây giờ ngoài tập thể dục nhịp điệu cổ còn tập vô nghe. Em như phần là quà đã cho người khác mà em ủng hộ 5 triệu. Cảm ơn những người trao đẹp của chị Hai. Người tập yoga không có phải chiến đấu để quyết thắng, mà tấm lòng của mường được đóng góp là vui rồi. Cho một tràng pháo tay đi quý vị đi. Thưa quý vị, và như vậy chúng tôi xin được chốt lại ở đây. Đưa tiền mặt luôn qua Trịnh Kim Chi ơi, nó nhận cho anh Kim Chi. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi, anh Nam Vương Huy Hoàng và Má Hòa có thể là đại diện ra giật anh.